Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Lào Cai hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tỉnh Lào Cai học tập kinh nghiệm đăng cai tổ chức giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup. Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thi công dịch vụ công cửa khẩu. Học sinh Lào Cai đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi sân chơi trong nước và quốc tế. Chi tiết các nội dung trên sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Vừa qua tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để trao đổi học tập kinh nghiệm đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam bày tỏ vui mừng khi đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã dành thời gian đến thăm làm việc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành tỉnh Quảng Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Lào Cai từ công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức thực hiện, những nội dung cần lưu ý khi đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung khẳng định, vinh dự được đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai xác định đây là cơ hội trực tiếp mang đến cho người hâm mộ môn bóng chuyền những trận đấu đỉnh cao, đồng thời quảng bá hình ảnh của Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế. Với tinh thần cầu thị, tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn sự chia sẻ chân thành, rất cụ thể của tỉnh Quảng Nam về những nội dung tỉnh Lào Cai quan tâm. Đó là những kinh nghiệm quan trọng để Lào Cai áp dụng vào thực tế để tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 diễn ra vào tháng 8 tới tại thành phố Lào Cai. Tại hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023 với chủ đề du lịch văn hóa, tỉnh Lào Cai đã mang nhiều sản phẩm hấp dẫn đặc trưng tham gia triển lãm. Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội năm 2023 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến với gian hàng du lịch Lào Cai, nhân dân du khách trong nước và quốc tế sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa, nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, tìm hiểu các sản phẩm du lịch, đặc sản, quà tặng du lịch mới lạ, hấp dẫn, đặc trưng, đồng thời giao lưu gặp gỡ, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp du lịch tỉnh Lào Cai. Từ 29 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, thị xã Sapa đón trên 95.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 327 tỷ đồng. Với các điểm nhấn là lễ hội Hoa Hồng và festival đường phố, chủ đề Mộng Mị Sapa, ngày hội khám phá di sản văn hóa dân tộc Dao năm 2023, không gian trưng bày World Sapa. Các sản phẩm du lịch Sapa dịp này đã tạo hiệu ứng tốt, mang lại nhiều trải nghiệm đặc sắc phục vụ khách du lịch. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến Sapa đạt 103.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt 335 tỷ đồng. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, trong những ngày nghỉ lễ, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn thị xã cơ bản bảo đảm chất lượng dịch vụ, công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, niêm yết giá thực hiện theo đúng quy định. Trong tháng 4, học sinh Lào Cai tiếp tục ghi dấu ấn và giành được giải cao tại nhiều cuộc thi, sân chơi trong nước và quốc tế, khẳng định chất lượng giáo dục của địa phương. Điển hình như học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai giành 2 huy chương bạc tại cuộc thi Sáng tạo Thanh niên Châu Á 2023. Lào Cai đoạt 22 huy chương tại giải vô địch Taekwondo học sinh sinh viên toàn quốc. Hai học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Văn Bản đạt huy chương vàng và huy chương bạc giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ 17 tổ chức tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Thành tích đạt được đã góp phần khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của Lào Cai, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao trong các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trường Cao đẳng Lào Cai đã đẩy mạnh liên kết, hợp tác đào tạo nghề với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước để sau khi ra trường, sinh viên không chỉ thạo nghề mà còn thành thạo ngoại ngữ, đạt chuẩn nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế, có thêm cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Một tiết học tổ chức phục vụ nhà hàng của sinh viên năm nhất lớp cao đẳng quản trị khách sạn K22 tại khách sạn De La Copon, Sapa. Rất nhiều kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng đã được truyền đạt đến các học viên. Khi thực tập thì bọn em được trực tiếp làm việc với các khách hàng,
Nên là có bọn em được trau dồi thêm nhiều kỹ năng ạ. Sau này sau khi ra trường thì bọn em sẽ không còn bỡ ngỡ với công việc nữa. Liên kết đào tạo với khách sạn De La Copon Sapa trong thời gian 4 tháng, 28 sinh viên này sẽ được truyền đạt kiến thức, thực hành 5 môn học tại khách sạn, đặc biệt là kỹ năng nghe nói giao tiếp bằng tiếng Anh. Nếu các bạn sau này muốn làm việc ở các cái khách sạn quốc tế thì cái tiếng Anh ấy, nó cũng là một cái tiên quyết và bắt buộc. Đó là một hạng mục mà khi mà kết hợp với cả trường ấy, chúng tôi rất là quan tâm để nhấn mạnh vào. Là một trong 70 trường nghề trong cả nước nằm trong đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025. Hiện trường cao đẳng Lào Cai đã liên kết, hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung đầu tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội được đào tạo, thực tập và làm việc tại nước ngoài. Ký kết hợp tác, chúng tôi sẽ hỗ trợ để giảng viên của nhà trường nâng cao được năng lực đào tạo nghề điện theo tiêu chuẩn của New Zealand. Sinh viên của nhà trường cũng sẽ được tạo điều kiện sang New Zealand học tập và thực hành để trở thành các công dân toàn cầu. Xác định có 7 cái ngành nghề trọng điểm mà sẽ được đầu tư để trở thành một trường trọng điểm cấp ASEAN. Trong một cái nỗ lực tìm kiếm về sự hợp tác quốc tế thì chúng tôi đã có những cái sự hợp tác với cả phía Úc và với phía Hàn Quốc cũng như phía Nhật Bản. Thì qua đó để có được cái chương trình đào tạo cũng như là những cái chuẩn mực quốc tế trong đào tạo nghề đối với học sinh sinh viên của trường cao đẳng Lào Cai. Đặt mục tiêu đến năm 2025 đào tạo từ 5.000 đến 7.000 học sinh sinh viên một năm, trong đó có từ 30% học sinh sinh viên trình độ cao đẳng trung cấp trở lên học nghề trọng điểm. Việc tăng cường hợp tác quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, người học đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để tới ngày 31 tháng 5, cổng dịch vụ công tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chính thức đi vào hoạt động, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, ghi nhận của phóng viên tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành trong những ngày nghỉ lễ. Dự án cải tạo sửa chữa nhà liên ngành, một trong 6 hợp phần dự án dịch vụ công tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Để hoàn thành trước ngày 15 tháng 5, phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, làm việc 3 ca liên tục trong cả những ngày nghỉ lễ. Vừa sản xuất ở trong xưởng, vừa sản xuất ở hiện trường, là tập trung anh em ở xưởng, những cái phần nào làm ở xưởng được thì chúng tôi làm ở xưởng, còn ở hiện trường thì là làm song song với nhau, xong ra mang ra công trình để lắp ghép hoàn thiện là phương án là nhanh nhất. Đã bố trí anh em làm việc tăng ca cả buổi tối và tập trung mọi nguồn lực của công ty vào đây, thì chúng tôi sẽ cam kết là đến tầm 15 tháng 5 là cơ bản hoàn thành. Với nỗ lực cao của các đơn vị thi công, đến nay một số hợp phần liên quan đến hạ tầng như bãi KB1, KB2 phục vụ cho việc đậu đỗ phương tiện xuất khẩu đã hoàn thành. Tuy nhiên, với tính chất là dự án công nghệ cao, hợp phần khó nhất của dự án này là việc lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị. Để đáp ứng được việc đó thì cũng phải phụ thuộc vào thời gian lựa chọn nhà thầu và các thời gian phê duyệt các cái chủ trương chính sách cũng như là các quyết định. Tuy nhiên là Ban quản lý dự án đã tham mưu cho Ban quản lý khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ bằng cách làm ngày đêm. Sau khi có quyết định trúng thầu, chỉ trong vòng 10 ngày là chúng tôi đã hoàn thành được 80% khối lượng. Đấy là cái tiến độ đưa ra là rất là gấp rút, và để đáp ứng được theo như chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân là chúng tôi sẽ đáp ứng về kế hoạch đưa ra cũng như là tiến độ thực hiện. Sau nhiều lần chạy thử nghiệm, tiếp thu ý kiến của đơn vị liên ngành tại cửa khẩu, phần mềm cửa khẩu số do VNPT Lào Cai đảm nhiệm đã được điều chỉnh phù hợp. Cổng dịch vụ công sẽ số hóa toàn bộ quy trình thông quan xuất nhập khẩu, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời quản lý tốt người ra vào khu vực cửa khẩu. Việc phân luồng xe cũng sẽ tự động, tiết giảm thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp. Đấy là cái việc mà rút ngắn nhất các thủ tục hành chính có thể thông qua hoạt động của cái cửa khẩu số, cải cách được cái thủ tục hành chính, và nó sẽ giảm thiểu cái việc là giảm thiểu tối đa cái việc là phải thực hiện các cái việc tiếp xúc trực tiếp với cả những cái lực lượng nào ở khu vực cửa khẩu này, thì nó sẽ giảm các cái chi phí khác. Với tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng, cổng dịch vụ công tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai khi đi vào hoạt động sẽ tạo sự đột phá trong hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Tại các xã vùng cao Lào Cai, người dân đang phát triển đàn lợn đen bản địa
Đây là giống lợn quý cho chất lượng thịt thơm ngon. Lợn đen vốn là vật nuôi truyền thống, nhưng khi nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật, có kết nối thị trường tiêu thụ, đã nâng cao giá trị và thu nhập từ giống vật nuôi vốn rất quen thuộc với bà con nông dân vùng cao. Có gần 100 con lợn đen, anh Lý Văn Vảng xác định nuôi lợn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thức ăn cho lợn là rau xanh, ngô hạt và cám gạo. Tất cả các nguyên liệu này đều do gia đình tự sản xuất. Ngoài hai bữa ăn chính, đàn lợn được nuôi thả trong diện tích khoảng 1 hectare. Cách chăm sóc này vừa quản lý được đàn, vừa giữ được chất lượng thịt lợn thương phẩm. Nuôi nhỏ lẻ là không cảm thấy có hiệu quả để từ 20 độ về đây đấy, cố gắng lấy vay vốn về là nuôi thêm số lượng lợn nhiều. Lợn đen bản địa hiện nay là khắp nơi người ta nhu cầu cao ấy, là nó không vấn đề gì khó khăn, nên giá cả thì nó cũng phù hợp đấy. Người ta tiếp tục là mở rộng cái trang trại xung quanh này nó. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, một số hộ chăn nuôi buộc phải tiêu hủy, nhưng trên toàn tỉnh, tổng đàn lợn đen vẫn duy trì và phát triển ổn định. Phần lớn các hộ đều nuôi theo cách truyền thống, lợn đạt trọng lượng từ 20 đến 25 kg, thời gian nuôi khoảng 1 năm, có giá bán cao nhất lên đến 120.000 đồng 1 kg lợn hơi. Đây là lý do khiến nhiều hộ vẫn chọn nuôi lợn đen bản địa cho phát triển kinh tế của gia đình. Nuôi lợn này giờ đã có cán bộ hướng dẫn, không còn lo bị dịch bệnh nữa. Lợn lớn nhanh hơn mà cũng nuôi được nhiều. Cứ cho ăn cám, rau mình nấu, nó vẫn lớn. Họ cũng đến đây bắt lợn mà, không phải lo gì cả. Phát triển đàn lợn, trong đó có lợn đen bản địa là một trong 6 mục tiêu của chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai. Phấn đấu đến năm 2025, tổng đàn đạt 600.000 con, giá trị đạt 2.200 tỷ đồng. Trong đó khoảng 40% giá trị mang lại từ đàn lợn đen. Chúng tôi đang chuyển từ cái mô hình hỗ trợ sang cái kết nối khuyến nông. Thế và đối với mô hình chăn nuôi lợn dựa vào cộng đồng sẽ tiếp tục có những cái kết nối về liên kết thị trường, về vấn đề kỹ thuật, về các cái vấn đề về xúc tiến đầu ra và xây dựng các thương hiệu sản phẩm đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Lào Cai sẽ xây dựng một cơ sở chăn nuôi lợn nái tập trung nhằm đảm bảo chất lượng con giống, khuyến khích thành lập các tổ nhóm chăn nuôi tập trung, thực hiện chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ con giống cho hộ nghèo. Cách làm này đang mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho hàng nghìn hộ dân vùng cao khi phát triển và nâng cao giá trị của lợn đen bản địa. Phụ nữ dân tộc Mông vốn rất giỏi trong việc tự thêu may trang phục truyền thống, nhưng với chị Vàng Thị Pằng ở thôn vùng cao Thảo Chư Phìn, huyện Simacai, chị đã đưa việc làm rất bình thường này của phụ nữ Mông thành nghề chính của mình. Vừa làm giàu cho mình, tạo việc làm cho nhiều chị em khác, chị còn lan tỏa giới thiệu được vẻ đẹp trang phục dân tộc mình tới bạn bè trên thế giới. Giỏi nghề may thêu nhờ được mẹ truyền dạy và chịu khó học hỏi, chị Vàng Thị Pằng luôn khát khao làm hồi sinh nghề may trang phục truyền thống. Chị dồn hết vốn liếng, vay mượn thêm để mở cơ sở may thêu trang phục thổ cẩm. Các bộ trang phục làm ra được bán cho khách hàng trong huyện, trong nước và có cả khách hàng các nước Mỹ, Thái Lan hay Trung Quốc đặt mua. Nhà tôi đang làm trang phục truyền thống này để giữ lại bản sắc dân tộc truyền thống của mình. Tôi mong muốn đợt tới này các bạn khách quốc tế biết nhiều hơn và có nhiều doanh nghiệp về thu mua hơn. Nhận thấy nhu cầu của đồng bào ngày càng có xu hướng mua trang phục cách tân, chị Bằng cũng thuận theo thị trường tiêu thụ, sáng tạo các mẫu cách tân nhưng được phối bằng các phần thêu hoa văn truyền thống. Mỗi một mẫu trang phục mới sau khi hoàn thiện, chị Bằng đăng lên các trang mạng xã hội để khách hàng góp ý. Trung bình mỗi năm, chị Bằng hoàn thành và bán vài trăm bộ trang phục thổ cẩm cho khách hàng. Ngoài 4 thợ may chính, cơ sở may còn tạo việc làm cho nhiều chị em khác trong thôn với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng một tháng. Không phải đi nắng đi mưa, mình lại được ở gần con cái, được chăm sóc gia đình nữa. Quá trình làm việc với chị Bằng thì tôi có học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để mình giữ gìn được cái thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Trong thời gian tới thì hội phụ nữ xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình may thổ cẩm tới các thôn khác để tạo thu nhập cũng như là giữ gìn bản sắc văn hóa cho các chị em và tạo công ăn việc làm cho các chị em phụ nữ trên địa bàn. Linh hồn cốt cách của người phụ nữ Mông được thể hiện qua những bộ trang phục truyền thống và chị Vàng Thị Pằng bằng việc làm cẩn mẫn sáng tạo của mình đã và đang góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống ấy tới muôn nơi. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.